Xin chào mọi người, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại cái chuyên mục Làm đẹp xế yêu mỗi ngày cùng Mr. Xuân Hoàng. Đi các bạn, hôm nay chúng ta nhận được một em xế. Nhìn vô là các bạn biết ngay là của ai liền. Đảm bảo, đây. Chiếc xe rất là độc ha. Đây là chiếc xe của hãng MG. MG có tên là MGA 1006. À, xe này có tuổi đời là, có năm sinh là năm 1958. Tới ngày hôm nay là em nó ngót nghét 70 tuổi rồi các bạn. Thì đây là một trong những chiếc xe hiếm hoi tại Việt Nam mình ha. Siêu xe thì nhập rất là dễ ha. Nhưng những em này bây giờ muốn có tiền, thiệt là nhiều tiền mà muốn mua chưa chắc đã có các bạn. Tại vì ở Việt Nam mình là cái giới hạn lại là những cái xe đã qua sử dụng trên 5 năm là không được nhập nữa. Thì anh Thái Công rất là may mắn. Vâng, chiếc xe này là của anh Thái Công. Rồi, rất là dễ thương ha. Rồi, cái chuyên mục này là bên Hoàng sẽ là một cái chuyên mục dài hơi. Cái chuyên mục dài hơi này bên Hoàng sẽ tiến hành chia làm nhiều giai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa em nó về bên cái lên cầu để mà kiểm tra sửa chữa nha. Rồi các bạn, vậy là bây giờ Hoàng đã cho em MGA 1600, sinh năm 1958, gần 70 tuổi về lại cái trung tâm chăm sóc và sửa chữa của bên Hoàng rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho em nó vào khám tổng quát nhất có thể. Thì như cái trên tinh thần đó thì là bây giờ là Hoàng bắt đầu cho anh em đưa vào kiểm tra tất cả các máy móc, cũng như qua sau khi mà anh Thái Công sở hữu em nó được khoảng một tuần thì anh có nói về những cái vấn đề liên quan, ví dụ như động cơ, hộp số rồi này kia ha. Thì đó, thì bây giờ Hoàng sẽ cho kiểm tra tổng thể. Thực sự mà nói thì là anh Thái Công rất là may mắn ha, khi tìm được được em này. Em này là một trong vài em, Hoàng nghĩ còn khoảng 2-3 em còn sót lại tại Việt Nam mình thôi. Nhưng em này có một cái may mắn rất là nhiều, là khi mà Hoàng vào những cái forum và những cái hội ở bên Anh đó, rất là nhiều phụ tùng luôn. Em này mà để đưa về nguyên bản 100% là vẫn có thể luôn nha các bạn. Rất là đơn giản, quan trọng là thời gian nè và chi phí. Đó, đây, đi một vòng em nó coi thử gầm bệ đi. Thì xe này theo Hoàng đánh giá thì là đã được phục chế vài lần rồi ha. Đã được phục chế ở Việt Nam vài lần rồi. Rồi, bây giờ Hoàng sẽ cho anh em kỹ sư tiến hành tháo dỡ hộp số em này xuống để mà kiểm tra. Sau khi mà bên Hoàng đã kiểm tra tổng quát, Hoàng đã lên được một số cái list cho em đó rồi ha. Các bạn cùng xem. Vâng các bạn, đây, trái tim của em nó đây, động cơ. À, động cơ gần 1.6 ha các bạn ha. 70 tuổi, thời này là thời đỉnh cao của các nước như là Anh và Đức sau Thế chiến thứ hai các bạn. Rất là giỏi, chế tạo xe tăng, động cơ các kiểu. MGA này hồi xưa là cũng là xe đua đó các bạn. Thì sau khi mà bên Hoàng gỡ ra thì bây giờ là đang cho xử lý, làm mới và phục hồi lại hộp số các bạn. Đây, các em đang cho vệ sinh lại cái hộp số của em nó ha. Và bắt đầu cho phục hồi lại kiểm tra. Cái này là cái gì? Là lõi. Ô vệ hả? Lõi hả? Thấy nó già đó. Nhưng mà hai cái, nếu mà hai màu này cũng hơi giống giống nhau ha. Coi thử ngoài nắng đó thôi cho anh Hoàng yên tâm, cuối cùng anh thấy công anh sẽ tìm ra cái màu anh sẽ biết anh thích cái gì. Tại vì ở đây nó có những cái màu mình đã gom lại là theo cái xu hướng của mình rồi. Rồi sau đó bây giờ mình chỉ lựa những cái màu nào mà đẹp nhất trên những cái này thôi chứ mình không. Vâng các bạn, sau khi hồi nãy giờ là Hoàng mới vừa đi qua gặp anh Thái Công để cho anh xem những cái mẫu sơn mà hai anh em đã chọn lựa, thì Hoàng có gửi cho anh tổng cộng là 6 mẫu. Tất cả đều là hai anh em đều lựa chọn những cái màu đang hot của Bentley 2022. Sau khi cuối cùng thống nhất thì MGA này Hoàng và anh Thái Công sẽ quyết định chọn cho nó là màu Estema Silver. Có thể nói là màu xi măng nhưng nó ánh hồng và ánh gold lên rất là đẹp các bạn. Các bạn thay đổi cái góc nè, các bạn sẽ thấy
À, đảm bảo em nói sau khi có cái màu áo mới này nó sẽ thật sự là lộng lẫy. Nhưng bây giờ là Hoàng chuẩn bị cho anh em chuẩn bị xuống rã ra và tiến hành làm đồng và sơn. Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn đồng sơn này nó sẽ rất cực ở phần đồng. Tại vì sau khi mà kiểm tra sơ bộ thì Hoàng thấy là bên trong phần sườn của xe mục và nát rất là nhiều. Sau đó sau khi định hình toàn bộ xong mà cái bề mặt đẹp nhất có thể rồi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành sơn đổi màu. Rồi, bây giờ các bạn cùng Hoàng theo dõi quá trình Hoàng đồng sơn em MGA 1600 này nha. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile's, that smile's, that smile's, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over on my tie. You cannot lie over on my tie. You cannot lie over on my tie. Let's check each other out. You cannot lie over on my tie. You cannot lie over on my tie. You cannot lie over on my tie. Let's check each other out. Something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate, can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. Rồi vừa rồi tất cả các công đoạn vừa rồi Hoàng mới vừa post cho các bạn xem, đó là cái quá trình phục hồi em MGA cổ của anh Thái Công. Thì các bạn thấy rồi đó, cái giai đoạn cực nhất chính là giai đoạn này, khi mà Hoàng phải rã ra tất cả các bộ phận, thậm chí rã ra từng con ốc một, từng bộ phận một, và hàn gò lại cho em nó. Tại vì cái yêu cầu của anh Thái Công là muốn cái xe này đẹp như lúc xuất xưởng. Hôm nay các bạn coi phần khung bên ngoài, Hoàng đã cho gò đồng làm xong gần như là toàn bộ hết phần bề mặt ha. Tất cả những phần bên trong Hoàng đều cho những cái lớp sơn nhám, nhằm để thứ nhất là bảo vệ cái phần kim loại cũng như là khả năng là chống ồn rất là nhiều. Đây các bạn coi phần khung, toàn bộ phần khung sườn xe của em nó sau khi hàng kiểm tra xong bây giờ là đưa về như mới các bạn. Bây giờ Hoàng sau khi mà đã xong hết cơ bản phần khung sườn cũng như là phần bên ngoài, Hoàng chuẩn bị cho ráp vô lại và tiến hành sơn đổi màu. Rồi, mời các bạn cùng xem. Vâng các bạn, vậy là cuối cùng đã hoàn thành xong hết phần nền. Bây giờ các bạn có thể coi ở đây nè, coi sát ở đây Hoàng coi thử nè, rất là mịn và mềm, coi như là toàn bộ phần da thịt của em nó bây giờ đã hoàn thành xong, đưa về cái bề mặt nó mịn nhất có thể, gần như các bạn có thể vô nhìn cái góc nghiêng, gần như là cái độ phẳng đạt ở lớp coi như là tối ưu nhất. Thì chính vì cái màu sơn nó muốn đẹp hay không đẹp thì cái phần nền chúng ta cần phải làm kỹ, thật kỹ lúc này. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta tiến hành đổi màu em đó thôi.
Vâng và các bạn, cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Bắt đầu tới giai đoạn hoàn thiện ráp cho em nó. Ban đầu bên Hoàng dự kiến là cái phần làm đồng và sơn sẽ mất thời gian khoảng 20 ngày. Nhưng mà các bạn nhìn vừa rồi, các bạn nhìn hết cái quá trình bên Hoàng làm rồi đó. Đã kéo lên gần 1 tháng rưỡi, gấp đôi thời gian, mất rất là nhiều nhân công. Các bạn biết tại sao không? Tại vì Hoàng muốn cái bề mặt sơn nó đạt ở hiệu ứng đẹp nhất các bạn. Đây các bạn có thể nhìn vô đây. Thì một chất liệu sơn đạt ở hiệu ứng đẹp nhất khi nó được sơn trực tiếp lên bề mặt kim loại các bạn. Thì như Hoàng phải xả đi xe này thì là Hoàng đoán là đã được sơn đi sơn lại rất là nhiều lần. Thì các bạn coi những cái clip Hoàng post đó, xả ra rất là nhiều matit. Thành ra cái việc đồng sơn nó khó hơn. Thứ nhất là phải làm cái bề mặt thiệt láng mịn. Thứ hai là gò làm sao và hàng làm sao, tất cả những cái chỗ rỉ sét. Bây giờ bên Hoàng đang tiến hành ráp em nó lại nha. Đây không hẳn là một chiếc làm đẹp một chiếc xe, mà đây là một cái gì đó, một sản phẩm mà Hoàng cùng anh Thái Công cố gắng thực hiện nhằm thỏa mãn. Hoàng thì Hoàng thỏa mãn cái gọi là cho anh em thực hiện được những cái kỹ năng tốt nhất của mình vào một chiếc xe đó. Các bạn cùng chờ xem nha. Vâng các bạn, vậy là cái công đoạn đồng sơn đã tạm xong, ổn hết ha, mọi thứ coi như ok. Bây giờ tới cái công đoạn tiếp theo, đó là định hình lại phần nội thất. Thì trong cái câu chuyện định hình lại phần nội thất này, chúng ta có cái câu chuyện là anh Thái Công muốn Hoàng giữ nguyên cái nội thất của em nó, nhưng phải thêm thắt làm sao giữ nguyên cái thiết kế nhưng hiện đại hơn và nhiều tính năng hơn. Đã, một câu chuyện, một bài toán cũng khá là nan giải ha. Thành ra trong cái phần nội thất này, Hoàng phải bắt buộc phải làm 3 phần. Phần đầu tiên là định hình lại toàn bộ phần vách. Tất cả các vách Hoàng đều cho các anh em đóng lại khung hết. Sau khi đóng khung xong, đây cái phần lưng. Đây là phần lưng chúng ta mới làm đây. Lúc trước thì phần này chống không à. Phần lưng này Hoàng đã cho đổ luôn bằng composite. Bây giờ Hoàng đang cho tạo khuôn, chúng ta làm thành 3 phần. Đầu tiên đổ khuôn lại mới toàn bộ, sau đó là bọc da. Và thứ ba là bắt đầu thêm những cái tính năng đặc biệt. Ví dụ xe này không có âm thanh, chúng ta sẽ thêm âm thanh. Xe này thiếu đầu CD, đầu đọc, chúng ta sẽ thêm đầu CD. Và thêm một số tính năng khác mà anh Thái Công yêu cầu. Ví dụ như là sạc không dây nè, giá để điện thoại nè, bệ tì tay nè. Và quan trọng cái dàn âm thanh của xe này, Hoàng sử dụng một dàn hệ thống âm thanh rất là đặc biệt, rất là hay luôn. Nhưng đợi chút xíu Hoàng tiết lộ sau. Bây giờ đang cho anh em tạo những cái khuôn, tạo những cái hình. Đây em bỏ vô cho anh coi thử coi. Đây, đây là những cái khuôn bên Hoàng đang cho định hình. Sau đó sẽ đúc lại bằng composite và bọc da toàn bộ. Đó, đó, đây, đây là cái sạc không dây định nằm ở đây đây. Đây các bạn, đây là phần màu da của em nó đây. Riêng phần màu da của em nó thì khi hôm bữa anh Thái Công có chọn thì Hoàng đã nhập về rồi. Đây 100%, đây là da Napa được nhập về Ý thôi các bạn. Bạn coi, mã của hãng Le Mans của Ý. À, màu sắc tên là màu Bisco, màu nâu da bò lợt. Đây là 100% da Napa. Thì phần da này Hoàng sẽ cho bọc toàn bộ xe phía trong luôn. Rồi, các bạn cùng Hoàng chờ xem một tí nha. Vâng các bạn, ngày hôm nay bắt đầu là đến cái giai đoạn cuối của cái quá trình chuẩn bị bàn giao em MCA về lại cho anh Thái Công rồi các bạn. Thì ngày hôm nay là bắt đầu tới cái công đoạn là Hoàng ráp lại trái tim cho em nó ha.
Nhưng đây cho các bạn xem hình ảnh của trái tim em nó đây. Hoàng đã cho làm mới lại ha, phục hồi, làm mới cũng như thay thế rất là nhiều bộ phận trong cái trái tim của em nó. Đây cái mạc này Hoàng vẫn giữ lại ha các bạn. Nếu mà bây giờ mà Hoàng thay cái mạc này mới đó thì nhìn như cái máy mới luôn rồi. Hôm nay Hoàng sau khi anh em ráp xong là chuẩn bị chờ tới cái giây phút hồi hộp. Đây Hoàng giới thiệu sơ sơ cho các bạn xem một số thứ nè. Các bạn vô đây coi, toàn bộ ốc là Hoàng sử dụng ốc zin, nhưng mà ốc mới hết luôn. Bougie Hoàng cho thay bougie mới. Cái đánh lửa Hoàng thay một bộ phận đánh lửa mới luôn, toàn bộ. Đây, đây còn rất là nhiều chi tiết bên này đây. Tất cả các ống thì Hoàng đều đã cho nhập về hết. Mô bin sườn Hoàng cũng cho đây, để mô bin sườn cũ của em nói đây. Hoàng thay cái mô bin sườn mới chất lượng hơn. Đây, tất cả những con ốc máy bắt mô sườn thì Hoàng đều cho sử dụng ốc zin, nhưng mà là Hoàng nhập về ốc mới luôn. Rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi, chỉ còn vài bước nữa thôi là Hoàng hoàn thiện xong em này. Các bạn ráng chờ thêm một tí xíu coi sau khi mà Hoàng hoàn thiện em này nó sẽ ra như thế nào nha. Vâng các bạn, vậy là sau cuối cùng gần 3 tháng trời ròng rã, cuối cùng tất cả những anh em tại Mastercare đã hoàn thành xong em MGA 1600 cho anh Thái Công rồi các bạn. Thì như vừa rồi các bạn thấy đó, anh Thái Công đã ghé đến Bình Hoàng và nghiệm thu và kiểm tra nước sơn nè, chất lượng da nè, đường kim mũi chỉ nè, và tất cả những cái option kèm theo. Thì anh hài lòng với tất cả mọi thứ rồi ha. Thì ngày hôm nay trước khi Hoàng bàn giao về lại cho anh, Hoàng đã để em nó ở đây để chúng ta Hoàng cùng giới thiệu với các bạn một em MGA 1600 gần 70 tuổi đã được người thợ Việt Nam làm đẹp lại hoàn toàn từ trong ra ngoài nói như thế nào nha. Rồi bây giờ cùng mời các bạn cùng xem nào. 1 2 3, đây các bạn. Đây, đây các bạn. Bây giờ trước mặt các bạn, Hoàng xin giới thiệu đến với các bạn một em MGA có thể nói ngay tại thời điểm này chắc chắn đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị. Đây, bây giờ chúng ta cùng khám phá nha. Đầu tiên phải nói đến phần thiết kế trước đi ha. Các bạn có để ý phần đầu xe không? So với phần đầu xe trước đây, Hoàng đã cho điều chỉnh lại phần cản trước. Đây, phần cản trước là phần này. Hoàng đã cho anh em thợ đồng làm thêm. Đó, tạo cho em nó một cái đầu sport hơn. Đó. Đây, chúng ta cùng ra phía sau. Và kể cả phần phía sau cũng vậy. Toàn bộ phần phía sau Hoàng đã cho gò lại phần đuôi cũng như phần vè sau, để cho em nó nhìn từ đằng sau tới sport hơn rất là nhiều. Riêng hai phần chụp bằng inox này là thợ bên Mastercare hoàn toàn làm bằng thủ công. Hoàn toàn làm bằng thủ công hết nha các bạn nha. Đó, coi như là hình dáng em nó so với trước khi mà Hoàng nhận về đã thay đổi ha. Lúc này không còn theo kiểu classic nữa, mà chúng ta đã cho có một em MGA thể thao hơn rất là nhiều ha. Đó, và một cái mà Hoàng rất là tự hào với anh em Mastercare cũng như là Hoàng muốn khoe với các bạn, đó là Hoàng đã cho em nó được một cái nước sơn, một cái nước sơn với độ bóng gần như hoàn hảo nhất có thể. Các bạn, các bạn có thể coi kỹ vào, như trong quá trình làm Hoàng đã nói rồi, Hoàng cố gắng đưa em cái phần bên ngoài của em nó về đúng như chất liệu kim loại, hạn chế tối đa việc sử dụng matit. Tại vì cái nước sơn khi mà sơn lên bề mặt kim loại, nó sẽ cho được một cái độ bóng tối ưu nhất. Cộng thêm cái màu anh Thái Công chọn, đó là màu STM Silver. Thì một màu này chúng ta có một cái màu xám bạc, nhưng
ánh gold nha. Các bạn có thể đổi góc, các bạn sẽ thấy em đó có một cái sự chuyển màu từ màu bạc sang màu gold, rất là đẹp luôn. Nếu các bạn có dịp nhìn em nó ở ngoài, chắc chắn các bạn sẽ wow lên liền. À, toàn bộ tất cả những chi tiết si như là mặt nạ, viền đèn, Hoàng đều cho si mới lại hoàn toàn, bóng loáng luôn, như là lúc xuống xưởng luôn. Cũng như là phần mâm, phần bánh căm của em nó, Hoàng cho si mới lại hoàn toàn đó. Nhưng riêng phần bên ngoài có một cái chi tiết này để Hoàng chỉ cho các bạn, đó là phần nẹp đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy phần nẹp để Hoàng chỉ theo tay Hoàng nè. Đây, phần nẹp dài từ đằng trước đầu xe kéo ra đằng phía sau xe. Trước đây, đây Hoàng chiếu lại clip cũ, trước đây phần nẹp này là bằng cao su, hai cái ron cao su. Thì bây giờ Hoàng đã cho thay toàn bộ bằng một cái ron inox. À, các bạn biết inox là một cái vật liệu rất là cứng, thì hoàn toàn thủ công để gò được một cái đường cong theo xe. Đây các bạn có thể coi cái đường cong theo xe đây. Đó, các bạn coi quay xa xa là các bạn sẽ thấy một cái đường cong của cái em nẹp xi này. Hoàng kéo dài từ phần đuôi xe lên tới đầu xe, đi theo đúng sát về phần thân xe, hoàn toàn gò bằng thủ công hết. Cũng như cái viền đèn này cũng vậy, bằng inox luôn. Khi mà Hoàng mời anh Thái Công tới, Hoàng show cái điểm này, anh đã phải wow lên rất là nhiều các bạn. Đây là một cái đặc biệt. Tại vì anh có chia sẻ với Hoàng, trên xe này anh chỉ muốn giữ lại hai cái vật liệu thôi. Một là toàn bộ là bằng chrome, màu xi hết. Hai là toàn bộ là phần da hết, chứ không để lại bất kỳ một cái chất liệu gì khác, trừ những cái ron cao su thôi. Còn lại tất cả các ron Hoàng đều cho bằng inox, rất là đẹp ha. Cái phần này Hoàng cũng cho làm lại luôn. Lúc trước là nó bị xuyên xuống dưới, Hoàng cho làm lại, nhìn cho nó hiện đại hơn. Đó, toàn bộ tất cả kiến chiếu hậu, ốc trên xe, logo Hoàng đều cho xi mới lại 100%. Đây, các bạn có thể lên đây kiểm tra. Đó, phần mặt nạ, riêng phần logo này Hoàng đã cho phục hồi lại, rất là đẹp. Đó, đây chúng ta cùng lùi ra xa nhìn em nó tổng thể. Đây, chúng ta nhìn góc này đi, hạ thấp cái góc máy xuống từ bên này qua, nhìn như một chiếc siêu xe đời mới á các bạn ha. Thật sự chiếc này Hoàng đảm bảo luôn, bây giờ chạy ra đường sẽ thu hút trọn bộ tất cả các ánh nhìn. Vậy còn phần nội thất thì sao? Đây, đây mới là mang âm hưởng, dấu ấn của người thợ Mastercare đây các bạn. Mời các bạn cùng khám phá nha. Đi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ khám phá phần nội thất. Đầu tiên trong phần nội thất, đây Hoàng sẽ mở cửa ra cho các bạn coi ha. Hoàng nói trước nha, đầu tiên Hoàng sẽ giới thiệu toàn bộ phần nội thất bên trong xe. Hoàng làm bằng chất liệu da Nappa được nhập từ Ý cao cấp, đã được sự công nhận và hài lòng của anh Thái Công nha. Cái tông này là tông nâu da bò lợn. Tông này là tông hiện tại thì là của Range Rover hay sử dụng các bạn. Nhìn rất là đẹp. Tiếp đến nè, lúc trước phần lưng này hoàn toàn là trống, thì bây giờ Hoàng đã cho đổ lại một phần lưng. Đây, rất là đẹp. Logo này Hoàng cho cắt CNC luôn. Và ở đây có một miếng lưới chrome. Tại vì sao? Vì sau đây Hoàng có để một chiếc loa nhẹ, lát nữa Hoàng sẽ nói tiếp cho các bạn nghe. Phần ghế này thì là Hoàng và anh Thái Công đã đổi rất là nhiều mẫu rồi đó các bạn. Riêng phần mẫu này không là đã đổi hết 4 mẫu rồi. Hoàng cho thêm cái logo nhẹ lên. Đó, các bạn cứ xem đi từ từ ha. Tiếp theo là các bạn nhìn nè. Đây Hoàng sẽ cho các bạn nhìn như thế này mới dễ nhìn. Lúc trước, lúc trước nha, lúc trước các bạn biết sao không? Toàn bộ phần bên trong xe lòi ra rất là nhiều sắt. Thì bây giờ Hoàng đã làm lại gần như tất cả các góc cạnh, Hoàng đều cho bọc da hết toàn bộ luôn, phía bên trong luôn, toàn bộ là Hoàng cho sử dụng bọc da hết. Đây các bạn có thể coi toàn bộ bên trong. Đây các bạn coi bên này dễ hơn.
đó là bọc da hết tất cả các cạnh, hàng đều bọc da, riêng phần viền xung quanh xe nè hàng đều bọc da và cho may thủ công rất là đẹp, viền đều đặn xung quanh xe đó. Sau khi bọc da toàn bộ bên trong xe thì phần khung gầm sàn Hoàng sử dụng 3 chất liệu. Đầu tiên là Hoàng sử dụng sắt, Hoàng gia cố làm mới lại. Tiếp theo dán một lớp cách âm, và lớp thứ ba là Hoàng nhớp dán một lớp nỉ chung với phần con ngựa giữa. Đó. Bây giờ Hoàng sẽ nói tới những chi tiết làm thêm nè. Đầu tiên là chiếc vô lăng. Hoàng mời các bạn xem chiếc vô lăng. Vô lăng lúc trước anh Thái Công đang đi là 15 inch, hơi to, thì Hoàng đặt một chiếc vô lăng bằng gỗ 14 inch, nhỏ hơn, gọn hơn, dễ di chuyển hơn. Logo MG được bên Hoàng cắt bằng CNC nha. Đó là một chi tiết vô lăng. Thứ hai là toàn bộ phần chi tiết linh kiện đồng hồ trên này Hoàng đã cho làm mới lại, xi mới lại gần như là hoàn toàn. Nhưng đây các bạn xem, đây các bạn, toàn bộ hệ thống đèn zin theo xe Hoàng đã đều cho em nó sáng lại hết nha. Toàn bộ đèn zin nha, Hoàng đặt bóng đèn về và thay lại như zin lúc ban đầu, chứ không hề chế vô. Từ đèn gầm cho tới đèn đồng hồ, cho tới những chiếc đèn ở đây nè, đó các bạn có thể xem, Hoàng sử dụng lại bóng zin được nhập từ Anh về, hoàn toàn không chế độ phần đèn nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần hấp dẫn nè. Phần hấp dẫn đầu tiên các bạn có thể để ý không, đó là Hoàng cho lắp đặt một hệ thống phần con ngựa giữa để chia khoang xe ra làm hai, vừa giúp tiện nghi hơn, gọn gàng hơn và nhiều option hơn. Option đầu tiên đó là Hoàng có làm một cái cốc để ly ở đây, để anh có thể để ly ở đây uống cà phê ha. Đây Hoàng kéo phần lưng cho các bạn dễ nhìn đó. Phần thứ hai là một chiếc sạc không dây ở đây. Đây Hoàng thử cho các bạn xem nha, đã sạc một chiếc sạc không dây mà chrome hoàn toàn. Phần thứ ba là một hộc để đồ ở đây, có thể để chìa khóa ở đó, rất là gọn gàng. Phần cần số Hoàng đã cho nhập về và thay cần số mới cho em nó, các bạn thấy thế nào? Rồi, đó là đã xong cái phần gọi là cải tạo lại khoang nội thất. Lúc này toàn bộ đã được bọc da và được thiết kế thêm những cái phần điểm nhấn. Nhưng các bạn thấy rồi đó, Hoàng không đụng vào cái thiết kế nào của em này cả. Chúng ta vẫn giữ nguyên cái thiết kế cổ điển, nhìn vô vẫn thấy rất là cổ điển nhưng mà hiện đại hơn. Bây giờ một chi tiết rất là được anh quan tâm, đó là hệ thống âm thanh của xe. Thì đây các bạn nhìn đây nè, lúc trước ở đây có một cái mặt logo thì Hoàng thay bằng một cái đầu độc, nhưng không quên là một cái logo MG nhỏ ở đây nha. Các bạn nhìn xa tổng thể đi, cái đầu độc Hoàng đặt ở đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái kết cấu cổ điển của xe, đúng không các bạn? Bây giờ Hoàng sẽ mở một tí nhạc cho các bạn nghe thử nha. Vâng các bạn, đây là một hệ thống âm thanh Burmester của dành riêng cho dòng Maybach các bạn. Hoàng đã set up lên đây bao gồm một bên cửa là ba loa bên cửa là 6 loa, một loa center ở đây và một sub 12 inch ở đây. Sau lưng ghế đây Hoàng giấu đi rồi. Toàn bộ hệ thống loa này bây giờ đang cho ra âm thanh cực kỳ hấp dẫn. Âm thanh này Hoàng có chạy một âm ly để cho nó tạo một cái surround luôn, tại vì chúng ta có sử dụng một cái center ở đây. Hoàng cho thử lớn lên cho các bạn nghe thử nha. Đây, Hoàng vẫn đang mở lớn các bạn.
Các bạn thấy thế nào? Anh thấy công khi mà qua đây gặp Hoàng, nghe thử dàn âm thanh này thì đã ngất luôn rồi các bạn. Anh quá hài lòng với dàn âm thanh này. Tại vì khi mà Hoàng chọn cái mẫu loa này, ngoài cái chức năng đẹp ra, Hoàng khi mà thiết kế lên phần cửa nhìn cũng rất là hài hòa và cổ điển luôn. Nó không làm mất đi cái chất cổ điển của xe các bạn. Đó, bây giờ âm thanh chúng ta có thể nghe bằng USB kết nối Bluetooth full chức năng. Đó, các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy người Việt Nam chúng ta làm xe thế nào các bạn? Vừa sáng tạo ha, vẫn không giữ được tất cả những cái đường nét. À quên, còn một chi tiết nhỏ đây Hoàng, các bạn qua đây Hoàng có thể cho các bạn xem cái này. Một chi tiết nhỏ xíu thôi, Hoàng làm thêm để tặng anh Thái Công thôi. Đây là cái cần thắng tay. Cái đầu thắng tay này. Đây các bạn. Này, Hoàng lấy lại của xe Rolls Royce các bạn. Hoàng lấy lại của xe Rolls Royce. Rất là đặc biệt đúng không? Sau khi mà xe đã được làm mới lại từ trong ra ngoài, phần bên ngoài đúng không các bạn? Phần nội thất chúng ta cũng đã làm mới, thay đổi toàn bộ, bọc da lại hết, thêm thắt option. Bây giờ Hoàng thêm một tính năng nhỏ cho em nó giúp anh có thể tiện hơn. Hoàng mời các bạn qua đây, các bạn có thể nhìn vào đây. Đó là Hoàng thêm nhẹ một cái trợ lực lái điện. Đây, một cái trợ lực lái điện giúp xe lái dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Tại vì anh kêu anh rất là thích di chuyển trên đường mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới phần cuối cùng, đó là trái tim của em nó. Hoàng mời các bạn cùng xem nha. Đây các bạn, vì xe này Hoàng đảm bảo với anh Thái Công là mới từ trong ra ngoài. Đây các bạn, Hoàng cho các bạn xem chiêm ngưỡng cái bộ máy của em nó. Thiệt ra như Hoàng nói ngay từ đầu á, cái phần động cơ chúng ta có thể dễ dàng đặt mua một cái động cơ mới. Nhưng đây, Hoàng cho các bạn coi toàn bộ khoang máy là chúng ta làm mới lại hoàn toàn. Hoàng đã cho làm mới lại từng con ốc một luôn các bạn. Có những món chúng ta mua được, ví dụ như là cái sợi dây bougie, và bougie mới là Hoàng mua nè. Đó, cái mô bin sườn là Hoàng mua mới nè. Nhưng cái động cơ là Hoàng làm mới lại, hộp số là Hoàng làm mới lại. Đây, lúc em nó đặt cái bình xe đây thì Hoàng cho đặt một cái khung CNC để cố định lại cái bình. Hai cái cọc bình thì Hoàng sử dụng hai cái cọc bình mang tính chất cổ điển vàng 24K để cho chắc chắn ha. Dây điện, hệ thống dây điện thì Hoàng đi lại toàn bộ. Bây giờ Hoàng để máy thử cho các bạn nghe nha. Đây. À, xe này Hoàng đã độ lại kèn rồi nè các bạn. Kèn Mercedes rất là chất lượng ha. Vâng, các bạn thấy thế nào các bạn? Thiệt ra khi mà Hoàng làm cái xe MGA này cho Thanh Thái Công, Hoàng cũng khá là áp lực. Tại vì cái tiêu chuẩn anh đặt ra rất là cao. Từ những cái đường nét nhỏ nhất các bạn, từ những cái đường kim mũi chỉ, tất cả những cái đường kim mũi chỉ anh đều kiểm tra hết. Tất cả luôn, tất cả luôn. Các bạn để ý hồi xưa xe toàn bộ phần này là phần sexy lòi ra hết. Hoàng bây giờ Hoàng đều làm ron lại hết. Toàn bộ tất cả ốc trong xe Hoàng đều thay mới hết. Nhưng đây trước mắt các bạn là một sản phẩm 100% được phục chế bởi bàn tay người Việt Nam. Và Hoàng tin rằng hiện giờ em nó hơi bị phải gọi là độc nhất vô nhị luôn các bạn. Rồi, cuối cùng mọi thứ đã được hoàn thành. Bây giờ Hoàng chuẩn bị bàn giao về cho anh Thái Công. Một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn thật nhiều khi đã đồng hành cùng Hoàng cùng chiếc clip làm đẹp em sẽ yêu cho anh Thái Công. Nếu thấy hay và ý nghĩa đừng quên cho Hoàng một like và một share nha. Bây giờ trước khi chia tay nhau, Hoàng mời các bạn coi kỹ em nó một lần từ trong ra ngoài nha. Bye bye, hẹn gặp lại.